Vâng, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Thuyết Xe Đạp Bảo Nhật. Và hôm nay là mùng 2 đầu tháng. Em quay một chiếc xe có màu xanh Coban rất đẹp. Và chiếc xe này em bán cho các bác với giá là rất rẻ, tương tác kênh. Với chiếc xe này nếu như bình thường em bán với giá là nó phải đạt là tầm 6 triệu 7 trở lên em mới bán. Tuy nhiên chiếc xe này em để cho các bác với một giá rất chi là mềm. 6 triệu 300 nghìn đồng tặng các bác một chiếc đèn LED sạc pin. Các bác đang xem video, em xin một nốt like. Ai chưa đăng ký kênh em xin một nốt đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bác. Và sau đây em xin giới thiệu về cấu hình của chiếc xe này để cho các bác xem nhé. Các bác yêu thích rồi thì cứ liên hệ ngay cho em. Bởi vì chiếc xe này em chỉ quay vào video trong ngày hôm nay. Ai mua được thì liên hệ ngay cho em, ai là người đầu tiên thì cứ liên hệ ngay cho em để được nhận được cái giá ưu đãi như em đã nói nhá. 6 triệu 300 nghìn đồng bao ship toàn quốc, tặng một chiếc đèn LED rất sáng và sạc pin. Các bác xem cấu hình nè, chiếc Precision, một chiếc xe Đài Loan xuất Nhật, một chiếc xe hàng bãi Nhật đang còn rất mới, rất chất lượng nha các bác. Xe không nhôm nha các bác, có màu xanh Coban rất đẹp. Một màu này rất nhiều người ưa thích đấy. Xe là vành Escape nha các bác. Vành Escape của hãng luôn. Nan hoa inox chân đồng, vành nhôm 2 lớp. Nan hoa inox chân đồng, vành nhôm 2 lớp. Lốp zin theo xe. Lốp zin theo xe này. Cỡ bánh lốp là... để em xem. 700 x 35 nha các bác. Cỡ bánh lốp là 700 x 35 này. Đấy, 700 x 35. Phanh Techo nha các bác, phanh má à xin lỗi, phanh Pomac nha các bác, phanh Promax nhá. Phanh Promax OL. Bên em lắp chắn bùn ở như phía sau của bánh sau. Xe khung nhôm, đây mỗi hàn vây cá rất đẹp này. Đấy, các bác quan sát. Tem chữ bên Nhật này. Đấy, ở phía rất nhiều tem chữ đấy. Tem kiểm định màu vàng này. Ở bên Nhật này. Chiếc xe hàng bãi Nhật nha các bác. Đấy, tem chữ Precision màu trắng này các bác. Một chiếc Touring thể thao. Một dạng xe thể thao du lịch rất đẹp. Xích lip đùi đĩa là của Shimano cả nha các bác. Xe sử dụng là 3 đĩa, 2 đĩa 7 lip, à 1 đĩa 7 lip nha các bác. Xe sử dụng là 1 đĩa 7 lít nhá. 1 đĩa 7 lít. Đã lắp bảo vệ cùi đè đây các bác. Đây, đĩa xích lít đây các bác. Có miếng nhựa đàn hồi bảo vệ đĩa. Gọng nước bằng inox nha các bác. Gọng nước bắt ở khung chéo bằng inox nhá. Về bánh trước này. Bánh trước này cấu hình như bánh sau thôi. Vành nhôm 2 lớp của Escape. Nan hoa inox chân đồng, lốp zin theo xe, cỡ lốp là 700 x 35C. Cái khung sườn là bằng nhôm. Tem chữ Precision. Chạy đứng ở như ống đứng của cổ Ford. Trước khi đi vào giới thiệu về phần ghi đông pô tăng và bộ bấm xả thì em review cận cảnh về phần đầu xe cho các bác xem. Rất đẹp. Phanh gọng V, má phanh zin theo xe, Promax Powell. Xe này sử dụng bộ vặn xả lip nha các bác. Vặn xả lip ở viên vía tay nắm phải. Và tay nắm là tay nắm chống trượt bằng cao su chất lượng cao Shimano Zivoship. Tay phanh và phanh là zin theo xe. Promax nha các bác. Ghi đông pô tăng nhôm nha các bác. Chung là bên em lắp mới. Ghi đông pô tăng nhôm. Sơn tĩnh điện màu đen. Tay lái thì hơi uốn cong hình cánh én một chút. Tay nắm là phía trái. Tay nắm bằng cao su chống trượt. Chất lượng cao. Cọc in, gọng in và in zin theo xe nha các bác. Có khóa hồng bật tháo lắp nhanh này. Của cọc in này. Chân trống thì bên em lắp mới rồi nhá. Các bác xem mạn sườn trái này. Mạn sườn trái của xe này. Tem chữ Precision màu trắng.
nó có chảy xước một chút nhẹ thôi, không đáng kể nha các bác, chảy xước ở tem chữ đây. Còn sơn xe này là sơn zin theo xe nhá, cam kết với các bác luôn. Một chiếc tu dinh rất đẹp, có màu xanh coban là tông màu chủ đạo của chiếc xe này nha các bác. Và các bác yêu thích thì cứ liên hệ ngay cho em. Và em đã báo giá rồi đấy, và em cũng sẽ ra để giá chạy trên màn hình. Em bán chiếc xe này vào ngày 2 tháng 12 năm 2023 là những tháng cuối năm, và là bên em là cũng lâu lâu là cũng bán tương tác kênh cho các bác một chiếc xe. Và em xin báo giá lại chiếc xe này là 6 triệu 300 nghìn đồng bao ship toàn quốc, tặng các bác một chiếc đèn LED rất sáng, sạc pin. Các bác yêu thích thì hãy liên hệ ngay cho em theo địa chỉ và điện thoại Zalo em để chạy trên màn hình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo.